Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, nước này đã đưa 115 quân nhân bị Ukraine bắt giữ ở tỉnh Kerch về nước. Theo hãng tin TASS, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, sau quá trình đàm phán, 115 quân nhân Nga bị bắt giữ ở Kerch đã được đưa trở về nước từ Ukraine. Đổi lại, 115 tù nhân chiến tranh Ukraine cũng được đưa trao trả cho chính quyền Kiev. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã đóng vai trò trung gian trong quá trình trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine. Cuộc trao đổi tù nhân này diễn ra chỉ 2 tuần sau khi quân đội Ukraine bất ngờ tấn công vào tỉnh Kerch của Nga sau nhiều tháng chuẩn bị bí mật. Trước đó vào ngày 25 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Nga và Ukraine đã trao đổi mỗi bên 90 tù binh bị bắt trong cuộc xung đột hiện nay. Thông báo cũng cho biết các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã tham gia nỗ lực trung gian cho thỏa thuận trao đổi tù binh này. Theo đó, tù binh Nga sẽ được đưa trở về Moscow bằng máy bay vận tải quân sự và sẽ được điều trị y tế tại các cơ sở y tế quân đội. Trong khi đó, tại khu vực Trung Đông, Bắc Phi, truyền thông UAE đã dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh thành công của nỗ lực trung gian mới nhất này là kết quả của việc UAE tận dụng được các mối quan hệ và đối tác khác biệt với cả hai bên, khẳng định đây là lần trung gian thành công thứ 5 kể từ đầu năm nay. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao UAE tái khẳng định cam kết nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Nga-Ukraine, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại, giảm gia tăng căng thẳng và ngoại giao để giải quyết xung đột, cũng như giảm thiểu hậu quả nhân đạo. Thưa quý vị, quân đội Ukraine vừa công bố ảnh bắt giữ một nhóm tù binh mới ở Kerch của Nga. Theo tờ báo Pravda, các lực lượng bộ binh Ukraine ngày 22 tháng 8 đã cho đăng tải ảnh chụp hơn 15 binh lính Nga bị lữ đoàn cơ giới độc lập số 22 bắt giữ và ép nằm dạp xuống một con đường ở Kerch. Chúng tôi vừa thu được thành quả tuyệt vời về tù binh, vì vậy nhiều chàng trai và cô gái bị Nga bắt của chúng tôi sắp được trở về nhà. Quân đội Ukraine viết, ám chỉ đến các thỏa thuận trao đổi tù binh giữa Kiev và Moscow. Trong khi đó, hãng thông tấn Sputnik đưa tin, trong 6 tháng qua, một phi đội UAV Lancet của lực lượng nhảy dù Nga đã phá hủy 12 khẩu lựu pháo Mỹ M777 155mm của Kiev ở hữu ngạn sông Dnieper thuộc vùng Kherson, miền nam Ukraine. Một chỉ huy phi đội UAV Lancet có biệt danh Linh Miêu tiết lộ, đơn vị này cũng làm nhiệm vụ trinh sát khu vực và nhận diện mục tiêu cho lực lượng pháo binh Nga. Sĩ quan này nói thêm, các phương tiện thường được sử dụng cho mục đích trinh sát trên không là UAV 4 cánh quạt, Zala Aero và Supercam. Litva đã có một thỏa thuận với đồng minh NATO của mình. Theo đó, Berlin sẽ triển khai 4.000 quân và nhiều hệ thống vũ khí khác nhau tới quốc gia Baltic này. Bộ Quốc phòng Litva đã thông báo rằng Litva bắt đầu xây dựng một căn cứ quân sự giữa Kaliningrad của Nga và Belarus. Khi hoàn thành, cơ sở này sẽ là nơi đồn trú của một nhóm quân Đức cách biên giới Belarus khoảng 20 km gần vùng đất tách biệt Kaliningrad của Nga. Hai quốc gia thành viên NATO đã ký thỏa thuận xây dựng căn cứ vào tháng 12 năm 2023 trong cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và người đồng cấp Litva lúc bấy giờ là Arvydas Anušauskas. Kế hoạch này hình dung ra việc triển khai quân đội Đức thường trực đầu tiên trên đất nước ngoài kể từ Thế chiến thứ hai kết thúc. Dự kiến lực lượng đồn trú sẽ đạt được quân số dự kiến là 4.800 quân sẵn sàng chiến đấu và 200 chuyên gia dân sự được trang bị vũ khí hạng nặng và cơ sở hạ tầng hỗ trợ vào cuối năm 2027. Được gọi là Lữ đoàn Thiết giáp hạng nặng 42, đơn vị này sẽ bao gồm 3 tiểu đoàn chiến đấu, 2 trong số đó sẽ chỉ có quân Đức, bao gồm 1 tiểu đoàn thiết giáp và 1 tiểu đoàn bộ binh hạng nặng. Tiểu đoàn còn lại sẽ là đa quốc gia. Phát biểu vào thời điểm đó, ông Pistorius mô tả việc triển khai trong tương lai là cách để quốc gia của ông đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo trong NATO. Trong bài đăng tải trên mạng xã hội X vào ngày thứ Hai, Bộ Quốc phòng Litva viết rằng nước này vừa khởi động dự án quân sự lớn nhất từ trước đến nay tại Rudninkai, xây dựng căn cứ để đồn trú 80% lữ đoàn Đức. Thông điệp ca ngợi dự án chưa từng có này mà họ tuyên bố là tăng cường an ninh khu vực và tái khẳng định cam kết của chúng tôi đối với phòng thủ tập thể của NATO. Raimundas Vaisnoras, Tổng tư lệnh Quốc phòng Litva tuyên bố rằng lữ đoàn Đức sẽ hoạt động để trấn an người dân của chúng tôi và để răn đe nhằm đẩy lùi quân Nga. Tuy nhiên, phát biểu tại buổi lễ ra mắt, vị quan chức này thừa nhận rằng Vilnius sẽ phải chi hơn 1 tỷ euro, tương đương 1,1 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm tới để phát triển căn cứ này. Đây được coi là một khoản đầu tư lớn đối với một quốc gia có 2,9 triệu dân.
Litva đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP trong năm nay. Berlin hiện đang chỉ huy lực lượng tiên phong đa quốc gia của NATO, đồn trú tại quốc gia vùng Baltic này. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng rằng họ coi năng lực quân sự của khối này đang tiến gần hơn đến biên giới Nga và là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia, và họ sẽ có phản ứng tương ứng. Nga đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine vào những khu định cư ở Kursk, khiến cho quân đội Ukraine chịu thiệt hại nặng nề, theo Bộ Quốc phòng Nga. Trong thông báo được đăng tải trên ngày 23 tháng 8, các đơn vị thuộc Cụm quân phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương gần các khu định cư Boki và Mylaya Konya, đồng thời cũng đã ngăn chặn các cuộc tấn công theo hướng Komarovka, Korenevo, Martinovka và Ruskaya Konopenka. Các lực lượng Ukraine đã mất hơn 70 quân nhân, cùng 2 xe bọc thép chiến đấu và 1 xe quân sự, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Cùng lúc, đơn vị trinh sát của Nga đã tiếp tục xác định và loại bỏ các nhóm quân Ukraine ẩn nấu trong những khu rừng rậm khi mà họ cố gắng xâm nhập sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Một nhóm binh sĩ của Ukraine được cho là đã bị loại bỏ gần khu định cư Kamisevka. Trong 24 giờ qua, Ukraine đã mất khoảng 400 quân nhân, 17 xe bọc thép, bao gồm 1 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân, 14 xe chiến đấu bọc thép, 2 khẩu pháo và bệ phóng MLRS, 2 khẩu súng cối. Nhìn chung, kể từ khi phát động cuộc tấn công xuyên biên giới vào tỉnh Kursk hồi đầu tháng này, quân đội Ukraine đã mất khoảng 5.137 binh sĩ, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe chiến đấu bọc thép, 34 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 bệ phóng MLRS, bao gồm 3 bệ phóng HIMARS do Mỹ sản xuất, cùng với các thiết bị hạng nặng khác, theo ước tính của Moscow. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 23 tháng 8 cũng cho biết gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm và 105mm, tên lửa chống tăng Javelin và AT-4, đạn dược vũ khí hạng nhẹ, xe cứu thương. Giá trị của gói viện trợ này không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo truyền thông phương Tây, gói viện trợ này có thể trị giá khoảng 125 triệu đô la Mỹ. Mỹ tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên Moscow, con trai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga bị đưa vào danh sách đen. Chính phủ Mỹ đã áp lệnh trừng phạt gần 400 cá nhân, công ty ở Nga và trên toàn thế giới, trong đó có con trai của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới hôm 23 tháng 8, ngay trước ngày Quốc khánh Ukraine, thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong xung đột với Moscow. Theo Pravda, Bộ Tư lệnh Phòng quân miền Nam Ukraine cho biết vụ tấn công xảy ra vào đêm 23 đến 24 tháng 8. Theo đó, anh tạc cơ Tu-22M3 của Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình KH-22 về phía đảo Rắn. Ngoài ra, Nga còn tấn công vùng Kherson bằng bom dẫn đường trên không. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến bất kỳ hậu quả nào sau các cuộc tấn công của Nga. Trong khi đó, lực lượng phòng không của phía nam Ukraine đã thông báo phá hủy 5 máy bay không người lái UAV của Nga, bao gồm 2 chiếc Zala, 1 chiếc Supercam, 1 chiếc Orlan 10 và 1 chiếc Merlin, cùng 2 UAV tấn công lan xét trong ngày hôm qua. Chỉ vài ngày sau khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt, Hải quân Nga đã giành được quyền kiểm soát đảo Rắn. Tuy nhiên, tới ngày 30 tháng 6 năm 2022, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã rút quân khỏi khu vực này. Đảo Rắn hay còn gọi là Zmeiny, nằm cách cảng Odessa của Ukraine 35 km. Đây là khu vực có vị trí chiến lược, án ngữ gần các tuyến đường biển dẫn đến eo biển Bosphorus và Địa Trung Hải. Thống đốc vùng Voronezh của Nga Alexander Gusev cho hay, một cuộc tấn công bằng UAV vào đêm ngày 24 đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ ở địa phương. Ông Gusev cho biết, các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy một số UAV trên bầu trời Voronezh. Tuy nhiên, các mảnh vũ khí rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn và vụ nổ tại một địa điểm giấu tên. Còn theo kênh Telegram Astra, vụ nổ xảy ra kho đạn dược ở thị trấn Ostrogozhsk của tỉnh Voronezh. Cũng theo ông Gusev, không có thương vong nào được báo cáo sau vụ tấn công của UAV Ukraine và các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường. Ukraine từng nhiều lần nhắm mục tiêu vào các sân bay quân sự, nhà máy lọc dầu và kho đạn dược ở tỉnh Voronezh. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đang cạn kiệt đạn dược do chính quyền của Tổng thống Joe Biden chuyển vũ khí cho Ukraine và các nước khác. Hãng tin RT dẫn lời ông Trump phát biểu tại Bắc Carolina ngày 22 tháng 8 cho biết họ đã công bố bản báo cáo nói về tất cả các lĩnh vực dễ bị tổn thương. Chúng ta yếu ở đây, chúng ta yếu ở kia, điều đó giống như nói, chúng ta không có đạn dược. Bạn biết lý do là gì? Chúng ta đã từ bỏ tất cả chỉ vì Ukraine và nhiều nơi khác. Chúng ta đã trao mọi thứ cho họ. Theo cựu Tổng thống Mỹ, hàng tỷ đô la Mỹ vũ khí và đạn dược của Mỹ đã được trao tặng miễn phí.
Trước đó, các chuyên gia của Ủy ban Chiến lược Quốc phòng Quốc hội Mỹ đã công bố bản đánh giá dài 312 trang vào cuối tháng 7. Nội dung báo cáo quân đội Mỹ đang thiếu cả nguồn lực và năng lực cần thiết để tự tin có thể ngăn chặn và giành chiến thắng trong chiến đấu. Theo bản báo cáo, trong cuộc xung đột tương lai giả định với Trung Quốc, Bắc Kinh có thể có được sự hỗ trợ ít nhất là về mặt kinh tế và có thể là cả quân sự từ các quốc gia khác như Nga, Iran hoặc Triều Tiên. Các chuyên gia quân sự dự đoán điều này sẽ khiến khả năng giành chiến thắng của Mỹ trở nên ngày càng mong manh. Báo cáo này cho hay, các cuộc tập trận công khai cho thấy, trong một số cuộc xung đột với Trung Quốc, Mỹ sẽ cạn kiệt phần lớn kho đạn dược chỉ trong 3-4 tuần, thậm chí một số đạn dược quan trọng như tên lửa chống hạm chỉ đủ trong vài ngày. Ông Trump từng cam kết sẽ lật ngược tình thế và thực hiện khoản đầu tư mang tính lịch sử vào việc tái xây dựng quân đội Mỹ nếu ông tái đắc cử. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 7, ông Trump đã nhắc lại lời hứa lâu nay về việc sẽ giúp nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nếu ông tái đắc cử vào tháng 11 tới. Trước đó vào tháng 6, cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông sẽ ngừng tài trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!